trong lăng khổng lồ có chiều dài hơn 30 mét và được đặt ở đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong phía trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, là nhân vật chính của linh vật tại Huế năm nay. Tết Giáp Thìn 2024, thành phố Huế trưng bày 3 linh vật rồng đặt ở hai vị trí dọc sông Hương, bên cạnh sông Long uốn lượn phía trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, thì Huế còn có rồng vàng đặt ở đối diện Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi cả ba được hoàn thiện, nhiều người dân du khách đã kéo đến chiêm ngưỡng và check in kiện linh vật, đồng thời dành cho ba chú rồng những lời khen có cánh. Người sáng rồng duy nghiêm, những cái được những rồng đẹp như thế này là đúng rồi, bên người dân Huế rất tự hào. Em thấy linh vật rồng năm nay rất là to, đẹp và rất là uy nghiêm, nhìn như một con rồng thực thụ. Thì em cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi mà thành phố du lịch mà có hai con rồng rất to và đẹp như thế này.